Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Thì trong clip này thì Khôi giới thiệu với em một bộ ghép được xem là vua nhạc vang, hay còn gọi nói vui là cầu mờ, đó là AR và Fischer. Thì clip này Khôi giới thiệu với em một bộ ghép gồm có âm ly Fischer 700T và cặp loa AR5. Thì lý do tại sao mà hôm nay Khôi ghép nguyên cái một combo này, tại vì đây là những cái món nó hợp nhau. Thứ nhất là đủ công suất để quấn lên nè. Con âm ly Fischer 700T nó công suất lớn hơn thằng 500T 220W, còn 500T là 180W. Thì nó không đánh được AR5, không được AR3. Còn con 700T này đánh hoàn toàn đánh tốt luôn. Thì cái cặp loa này là cặp loa gọi là đàn em của AR3, vì nó hoàn toàn giống con này. AR3 bánh tiêu á, thì chỉ có khác cái bát thôi. Cái bát của thằng AR5 á, nó là 25, còn cái thằng mà AR3 là 28 nha, nó chỉ khác bát thôi. Nhưng mà cái mức giá nó chỉ bằng một nửa thôi anh em nha, chỉ bằng một nửa thôi. Thì anh em nào mà thật sự có nhu cầu thì xem clip để rõ hơn những cái mặt hàng hôm nay. Đầu tiên là cặp loa anh em, đây cặp loa AR5 ha, còn rất là đẹp. Anh em cùng xem, chắc chắn là phần là zin rồi, trung zin, chép zin ha. Bát thì bắt buộc phải thay gân. Cặp này là cặp bát râu dài như này, râu dài này, đó, tuyệt vời. Thì cái căng, cái còn, cái khung còn, nhưng mà cái lưới nó bọc lại này, nhìn là biết bọc lại này, đó. Tem thì nó mất cái lớp ngoài, mình quay rõ. Vì là nó mục, rách thì mình làm lại thôi. Còn thùng thì vuông vức, mọc luôn em nha, đó, mọc mạc luôn. Đó, bây giờ cùng xem này. Mặt cây đứt cây nha này, mặt cây đứt cây nha. Đó, quay rất là rõ cho nên phải đó, mặt cây đít cây tem cờ đầy đủ luôn. AR5 mặt cây đít cây tem cờ đầy đủ, thùng nguyên zin mọc đó. Thì cặp loa này sẽ có cái mức giá rẻ, ví dụ như AR2 bây giờ nó cũng là 13-14 triệu gì đó, nhưng mà cặp này chỉ hơn một chút xíu thôi nè, 15 triệu nha, hơi chút xíu thôi đó. Thùng nguyên bản mọc ha, anh em nào mà muốn xì ba cho nó mới thì mình cũng xì ba cho anh em nhé. Đây cái này là tem cờ đây ha, nó bị lóc rồi, mình dán đỡ cái keo này lại nhá. Đó, rồi rất tuyệt vời. Đó, cầu rồi còn đầy đủ, mặt cây đít cây, mỗi thay một cái gân thôi. Dòng bánh tiêu là từ AR2, AR3, AR9 là phần thay hết như này. Đó, chung két rồi. Đó, chung này nó sử dụng chung với AR3 nha anh em. Rồi đó là về loa âm ly. Thì âm ly này Khôi cũng đã có cái clip cách đây tuần trước đây, Khôi đã lên sóng rồi, tí nữa Khôi sẽ đít lại cho anh em cùng xem ha. 700T rất là đẹp, mộc mạc luôn. Đó, rất là đẹp, rất tuyệt vời ha. Đấy, vỏ gỗ đồ, anh em nhìn đít màu rất là đẹp. Rồi điện 120, công suất thì 220W vừa nói xong anh em nha. Rồi ok, đó, các thứ đã nói xong thì Khôi sẽ mở nó ra để review cho anh em cùng xem. Thì cả bộ này anh em chỉ 30 triệu thôi ha, là 15 âm ly 15. Anh em mua món nào cũng được. À, còn mua cả bộ thì có cái chương trình ưu đãi là một là fit, hai là bao ship cho anh em cả bộ khi anh em chuyển khoản đủ nhé. Bây giờ mình sẽ tháo âm ly anh em cùng xem, sau đó có test nhạc và báo giá nha. Tất cả những cái mặt hàng mà Khôi bán thì dù lớn dù nhỏ, đẹp hay xấu thì cũng tháo ra hết nè. Nắp đáy này, rồi nắp sắt trên này. Đó, bây giờ là mình xem về cái máy nha. Con này thì 100% được chư vệ sinh chư các kiểu luôn nha. Đi máy cao lên thì đây nè. Thì những cái món hàng như thế này á thì cũng được xem là cũng khá nên chứ không xuất sắc, tại vì nó cũng tùy theo cái tình trạng mỗi lần ship về. Đó, mỗi ship về thì nó sẽ có một cái tình trạng khác nhau. Đó, có đợt thì nó xuất sắc, có đợt thì nó đẹp vừa, có đợt thì nó khá nha. Nhưng mà đánh giá chung ngay chưa vệ sinh chưa về các kiểu thì nó cũng khá đẹp, đặc biệt cái nó zin hoạt động tốt ha. Đó, anh em cùng xem kỹ nè. Mấy cái này là thăng phô, sắt nó theo thời gian thì nó hoen, có con thì cũng đẹp, có con thì sơn lại thì nó mới hơn. Đó, dòng này là dòng xuất âm tù của nó, tù cũng rất là lớn, tù dòng 700 mình lớn nha. Đó, rồi sò sắt RCA zin đây nè nha, zin chưa thay thế. Rồi ok, thì cũng nói với anh em đây, hai tù này gọi là xuất âm tù ha, một tù dương và một tù âm, họ bọc lại này, bọc lại là sợ chạm chập. Đó, nói chung là có vậy thôi. Còn phía dưới nữa thì tất cả mặt hàng Khôi bán thì Khôi cũng đều tháo ra nha, anh em cùng xem.
Đó, đây ha, xem. Đây, tủ zin đây này. Tủ zin. Đây là tủ công suất này. Đó, còn zin ha. Tủ lọc mồn này. Đó, ok chưa? Toàn bộ tủ thì ở đây là zin là hoạt động tốt ha. Không có gì hết. Thì Khôi cũng đã chích áp đồ vệ sinh rồi nha. Cái chai X5 Khôi thường vệ sinh, Khôi cũng hay nói em nghe đó ha. Thì mình cũng vệ sinh theo. Đó, mọi chức năng ok hết. Rồi. Thử chất âm anh em, thì thực sự thì nó đã quá nổi tiếng rồi, nhưng mà test là để anh em biết được là các loa rồi âm ly nó hoạt động, cũng như những ai mà chưa chơi đang chơi đồ Nhật
mà đang tìm hiểu và có ý định chuyển sang đồ Mỹ AR và Fixer thì anh em tham khảo bộ này. Thì bộ này anh em nghe chất hơn AR2 nha. Vì sao? Vì là cái bộ này, cái cấu hình này nó nằm trong AR3, cái loa trung, đặc biệt là cái loa trung là. Nhưng mà cái mức giá nó vẫn là rẻ. Vì cái lý do là anh em biết sao không? Vì những cái model ví dụ AR2, AR4, AR3 ở Việt Nam nó đã rất nổi tiếng. Đó, nên nó giá nó cao, được săn lùng nhiều thì giá nó lên cao nhiều. Còn những cái model AR5 này, AR11 này nó ăn đứt luôn, nhưng mà nó vẫn là mức giá rất là tốt luôn anh em. Thì trong clip này thì Khôi ghép một bộ và Khôi cũng rất là muốn bán vì hàng đầu năm về rất là nhiều, nên Khôi sẽ bán cái mức giá tốt nhất để anh em sở hữu nguyên bộ này luôn anh em. Nguyên bộ này là 30 triệu nha, 30 triệu chia ra thì loa 15 triệu và âm ly 15 triệu. Anh em muốn mua món nào thì mua, và đặc biệt mua nguyên bộ chuyển khoản đủ Khôi bao ship mọi miền tổ quốc luôn. Còn mà mua từng món thì loa không bao ship, còn âm ly chuyển khoản đủ thì bao ship nha. Đó là cái cách giao dịch. Thì Khôi xin tạm dừng ở đây, tất cả các thứ liên quan thì Khôi cũng đã nói rồi, anh em yên tâm mua hàng nha. Bây giờ Khôi xin phép kết thúc clip và hẹn gặp lại tất cả anh em những clip sau.